ơi, hôm nay là con đã rất là hoảng sợ đó ạ. Sự tự tin trong người của con đã mất đi rồi. Đây là lần đầu tiên bố thấy con hoảng sợ như thế đấy, Mary à. Bởi vì con là người mạnh nhất của gia đình ta mà. Thứ gì đã khiến cho con hoảng sợ như thế? Dạ, đây là người mà bố cũng biết đó. Hắn, chính là hắn. Violet, kẻ bắt linh hồn đấy ạ. Một thành viên trong hội thợ săn ma sói. Sao cơ? Hắn đã quay lại rồi ư? Cậu nói sao? Matt được tiên tri là sói á? Đúng rồi, nhưng mà đến khi tới kiểm tra lá bài của cậu ấy thì đó thực sự là dân làng. Sao lại có chuyện đó được chứ? Tôi đoán ra rồi, có khi nào á là Matt đã ăn cắp lá bài của Hydrogen để giả làm dân làng không? Nghe cũng có lý đó. Ủa, hình như là thiếu một người. Hydrogen đâu rồi? Cậu ấy không ăn sáng à? Tít, hôm qua Oxygen đã bị soi nâu tiêu diệt rồi. Thật là tội nghiệp, lúc đó tôi đã cố bảo vệ cho cậu ấy, nhưng mà vẫn không kịp. Lại mất đi một người nữa rồi. Ủa, Ro, anh trai của cậu Violet đâu rồi? Anh tớ nói là mang đồ ăn ra ngoài sân ăn rồi. Thế ư? Đúng rồi, vào tối hôm qua Violet đã... Violet cái gì thế? Bộ cậu phát hiện ra cậu ấy là sói à? Không có gì đâu, tôi nhớ nhầm thôi. Trời ạ, Jackie, thế mà làm tôi cứ tưởng anh ấy định cho tớ tiền chứ. Có lẽ là mình nên giấu chuyện này đi thì hơn. Đây, kẹo bông gòn của anh đây. Nữa à? Hôm nay là muốn tôi tiết lộ về điều gì về Ro nào? À, tôi biết con bé thích ăn gì đó. Hoặc là bộ phim yêu thích của nó. À, không, em chỉ tặng anh thôi, không có mục đích nào đâu. Sao thế? Chỉ là tặng không vậy thôi ư? Cậu không hỏi về Ro nữa à? Coi như đây là món quà em cảm ơn anh và giúp em nhé. Có chuyện gì sao? Con bé nó đã nói gì với cậu? Ha, không. Không có gì đâu anh. Ro đối xử với em rất là tốt bà. Nhưng mà... Tôi hiểu rồi. Là gia sư có phải không? Tôi có thấy Ro cứ bám theo thằng nhóc nó suốt. Cũng không hẳn đâu. Em chỉ muốn tạm dừng một thời gian. Vậy là cậu bỏ cậu sao? Thôi thì xin chia buồn nhé. Không, em sẽ không bỏ cuộc đâu. Ro và Yasu vẫn chưa là gì của nhau phải không? Yasu vẫn chưa có tín hiệu gì đáp lại Ro cả. Vì thế, em vẫn còn rất là nhiều cơ hội. Em sẽ không hấp tấp nữa. Về sau, em sẽ cố gắng thể hiện tình cảm của mình qua hành động, học tập thật là tốt, chứ không chỉ đơn thuần là tặng quà đâu. Được, nói năng khá lắm Shinigami. Thế mới là đàn ông chứ. Em sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu. Rồi một ngày, Ro sẽ nhận ra tình cảm của em thôi. Nhất định đấy. Thôi, tạm biệt anh Violet nhé. Cảm ơn anh đã giúp đỡ em trong những ngày vừa qua. Ripper, đi lên lầu nào. Shinigami, cậu ta lúc nào cũng lạc quan như thế này à? Nếu cậu không biết thôi, chứ Shinigami là người lạc quan nhất nhóm hot boy tụi tớ đấy.
Alo, 1, 2, 3, 4. Alo. Lại đến giờ vào lớp rồi. Yêu cầu tất cả học sinh có mặt tại phòng 106. À, đến giờ rồi. Phòng đó ở đâu nhỉ? À, cậu ấy là Yasu thì phải. Chào cậu. Gì thế? Chuyện gì đã xảy ra thế? Chào em, anh đứng đây từ chiều. Em là Alexa có phải không? Một người con trai đang bắt chuyện với mình ư? Em đẹp lắm, là bạn gái anh nha. Tớ, đừng có nói như vậy mà. Đứng yên coi, có một con nhện tôi đùng, nó đang ngồi trên đầu cậu nè. Thật là vậy ư? Bây giờ con nhện rồi, thôi tớ đi đây. À, cảm ơn cậu nhiều nhé. À, bé nhện có tớ nè, cậu tìm giùm tớ hả? Thật là cảm động quá đi. Hả? Làm gì có, tớ định vứt vô hùm rác mà. Cậu nói cái gì cơ? Xin chào cả lớp, tôi là Mrs. Cà Chua. Tôi là giáo viên dạy văn. Ở đây có bán váy của Mrs. Cà Chua đây. Ai mua không? Mời vô, mời vô. Này Otis, ai cho em bán váy đủ hàng tôi hả? Dẹp nó ngay. Dạ vâng, xin lỗi thầy. Thưa Mrs. Cà Chua, chúng ta sẽ học gì ạ? Cả lớp nghe đây. Các em hãy chia cặp ra một nhóm khoảng 2-3 người. Sau đó diễn kịch một tác phẩm văn học, truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn. Tôi sẽ chấm điểm cho nhóm nào làm tốt nhất. Lại chia nhóm ư? Maya. Phải rồi nhỉ, Maya không có ở đây. Mình đã gọi tên cậu ta trong vô thức. Chưa bao giờ hai đứa mình phải tham gia mà không có nhau hết. Không biết bây giờ tình hình của Maya thế nào rồi nhỉ? Mong rằng cậu ta vẫn ổn. Có vẻ như là cái tên mặt thói đó đây đi chỗ khác rồi cậu ạ. Thầy tốt quá. Nhưng mà Dương sinh ca, tỉnh lại đi. Maya, chúng ta cần phải đưa cậu ấy đến phòng y tế gấp. Ừ, đi rồi, để tớ hở mở cửa ra kiểm tra nhé. Ồ, có vẻ như không có ai ở đây cả. Cố lên Dương sinh ca, cố lên. Maya, chuyện gì thế? Tôi nghe có tiếng nổ. Thế là đã xong một đứa rồi, chỉ còn hai tụi bay mà thôi. Không. Các em đã chuẩn bị xong chưa? Mời nhóm đầu tiên bước lên. Cốc cốc cốc. Ai gọi đó? Nếu là thỏ, cho xem tai. Hả? Tai ư? Tai đây. Đâu? À, tai này không phải là tai thỏ. Đúng vậy, ta là sói đây. Con heo ngu ngốc kìa, hãy cho ta vào bên trong mau. Ok, mời vào. Gì thế Rô? Trong kịch bản á là cậu không được cho tớ vào, và tớ phải thỏ căn nhà bay đi chứ. Tại sao chứ? Bởi vì tớ cũng là sói mà. Mời cậu ngồi. Rô, cậu đừng có tự ý sửa kịch bản nữa. Cậu là heo chứ không phải là sói. Sói ơi, cậu ăn gì chưa? Tớ chưa. Vậy thì mời cậu ăn món ăn từ 20 loại gia vị cùng với lại 5 loại thịt, 48 loại rau khác nhau nhé. Tớ đã bỏ công sức đo nấu ra trong vòng 2 tháng rồi đó. Ngon lắm, mời cậu nếm. Rô, Yasu, sai kịch bản, 4 điểm. Nhóm tiếp theo. Hả? Không thể nào tớ làm gì đó cả. Cứ làm đại đi, tớ cũng có muốn như vậy đâu. Cậu mà không làm á, chúng ta sẽ bị phạt vào tối nay đó. Không được nào. Nó hơi là đáng xấu hổ. Tớ có biết gì đâu, lỡ bốc thăm trúng các tác phẩm này rồi thì làm lại đi. Này cậu kia, chủ nhân đẹp trai của ta đã nói rằng là không mà, sao lì thế hả? Phải đấy, đừng có bắt chủ nhân tham gia nữa. Cái tên gia đình này quả là không biết điều. Chủ nhân có cần tôi cho hắn một trận không? Hả? Cái giọng nói ở đâu ra thế? Thôi được rồi, mọi người bình tĩnh nào, đừng có lộ ra bên ngoài. Rồi hai em có chịu diễn kịch không thì bảo. Dạ vâng, nào. Thôi được rồi.
Tốt, tốt. Cả hai được 8 điểm. Nhấn nó thay lên bảng. Tắm, tắm đâu rồi? Dạ, mẹ và Cám kêu con có chuyện gì ạ? À? Bữa nay á, mẹ và Cám đi chảy hội cùng hoàng tử. Con ở nhà nhớ nhặt ra một bên đậu chánh, một bên đậu đen giúp mẹ nhá. Hả? Nhưng mà nhìn như thế này thì là sao làm được ạ? À? Cái con nhỏ lừa bến này, mẹ dẫn sao làm vậy đi. Sơ, Cám, đi theo mẹ nào. Còn từ giờ đến tối mà chưa làm xong á thì ra chừng gà ở nhá tắm. Dạ, con biết rồi ạ. À. Nhặt mãi mà chưa xong. Sao con khổ thế này, ông Mục ơi? Ai gọi ta đó? Hả? Ông là ai? Ta là Bụt đây. Tại sao con khóc? Ông ơi, con không được đi hỏi đi gặp hoàng tử mà phải ở nhà nhặt ra đậu trắng đậu đen ạ. À. Mà làm sao vậy, chắc là tối còn chưa xong nữa ạ. À. Đừng lo, bởi vì ta có bán sẵn đậu trắng đậu đen đây, giá là 3 đô một bịch, dùng để đánh lừa hai mẹ con. Ta còn bán một ụ váy thật là đẹp để diện trước hoàng tử đây, giá là 20 đô. Một đôi guốc mặc vào xong tụt ra để hoàng tử nhặt lên và tìm con, với giá là 10 đô một đôi. Một con ngựa chạy siêu nhanh để con chạy lên lễ hội nhanh chóng, và là do nó bị siêu chinh dữ nên ta giảm giá cho còn 15 đô. Mãi vô. Hả? Ở đâu ra vụ buôn bán thế ông Bụt? Lạc đi, cả bốn em được 5 điểm. Nhóm cuối cùng. Ngày xưa, tại một làng quê nọ, có một người phụ nữ ra đồng làm việc thì tình cờ thấy một bàn chân khổng lồ. Bà liền ướm thử vì chưa bao giờ thấy một bàn chân nào to như thế. Tối đó bà đã mang thai, và một thời gian sau bà đẻ ra một đứa bé đặt tên là Thánh Giống. Nhưng nó không biết nói năng gì cả. Một hôm giặc Ân kéo đến xâm lược nước ta, triều đình cử sứ giả tên là Nguyễn Thị Alexa đến làng để kêu gọi thanh niên đi nghĩa vụ. Mẹ ơi, mẹ gọi sứ giả vào đây cho con đi. Sao? Sao? Cậu bé muốn nói gì? Xin ông hãy bảo với vua rèn cho ta một con ngựa sắt, một thanh gươm, một bộ giáp và nón sắt. Ta hứa là sẽ đánh đuổi giặc dữ cho. Vâng, con nhỏ như thế này mà nói năng chí khí đấy. Chắc chắn là vị thần nào đó rồi. Ta sẽ về báo cáo cho nhà vua. Mẹ ơi, con muốn ăn cơm. Đây đây, một nồi cơm, gan ngỗng, thịt bò Kobe, vịt quay Bắc Kinh, cù hoàng đế, trứng cá muối, vị cá mập. Con hãy ăn hết đi. Dạ vâng ạ. Tít tít, xin chào Thanh Dông. Tôi không phải là người sắt mà là người robot. Tôi không ăn cò mà uống xăng, ăn ốc vít, chạy nhanh gấp chọc gần người thường. Hãy xin hãy tin tưởng ở tôi. Tốt lắm, chúng ta lên đường nào. Ok được, đây là tác phẩm mà các em diễn rất là tuyệt vời, kèm thêm một chút yếu tố sáng tạo nữa. 10 điểm. Yeah, thật là tuyệt vời. Tít tít, tôi biết ngay là sẽ được 10 điểm mà. Thế là xong buổi diễn kịch rồi. Tôi xin thông báo nhóm được thưởng. Đó chính là nhóm của Thanh Giống. Xin chúc mừng. Hay quá. Thế phần thưởng là gì ạ? À, thưa Miss Cà Chua. Vào tối nay, các em sẽ được thưởng một bữa tiệc đầy áp đồ ăn ngoài trời cùng một cái hồ bơi mà Sổ và Ma Cà Rồng không thể nào bước vào được. Bất khả xâm phạm. Thật ư? Tịt tịt, cậu quên thao bộ râu già ra kìa Alexa. Hả? Gì cơ? Cậu mong tối nay sẽ không bị phạt. Tôi không muốn phải ra ngoài đâu. Cậu yên tâm, chúng ta điểm cao mà, 100% chúng ta sẽ không bị phạt. Và nhóm bị phạt đó chính là nhóm của Yaki và Violet. Yeah, sao cơ, tại cậu đấy. Tại cậu thì có, Mr. Carrot, chúng ta làm tốt lắm mà, tại sao lại bị phạt? Vì đó là luật của tôi, hiểu chưa? Được rồi, nghe về hình phạt đây. Vào tối nay, tôi sẽ giấu một chiếc thuyền nhỏ ở đâu đó trong trường này. Nhiệm vụ của hai em là đi tìm nó và làm đúng tư thế trong bộ phim Titanic trong vòng 5 phút. Nếu đến sáng mà không làm xong thì sẽ chết ngay lập tức. Lại làm cái hành động đáng xấu hổ đó nữa à? Anh hãy yên tâm, tối nay là em sẽ giúp anh mà. Ôi, chỉ có em gái của anh là thương anh nhất thôi. À, sao nãy giờ mà cứ tưởng tượng tối nay sẽ rắc rối lắm. Buổi học kết thúc, hẹn gặp lại các em vào 11 giờ đêm nay cho cuộc bỏ phiếu nha. Sao kỳ vậy ta? Yaki, có chuyện gì vậy? Có cần có giúp không? À, hiện tại là bên Canada là buổi sáng. Đáng lẽ giờ này là Maya phải dậy và mở laptop lên rồi. Cơ mà, nãy giờ không thấy cậu ấy online nữa. Vậy ư?
có lẽ là cậu ấy đang muốn ngủ một chút nữa, hoặc là bị rớt mạng chẳng hạn. Không đâu, Maya luôn là người dậy sớm và không thể nào là chưa dậy được đâu. Và cũng không phải là rớt mạng nữa. Tôi lo quá, không biết là Maya và mọi người có bị làm sao không nữa. Rồi mọi việc sẽ ổn thôi, tôi cũng lo lắm mà. Với sự giúp đỡ của Yusanka, Haruko, sự thông minh của Maya, tôi tin rằng họ sẽ sống đến cuối trò chơi mà thôi. Cậu hãy yên tâm nha. Đã đến giờ đi làm hình phạt rồi Yaki. Đi nhanh lên nào. Ủa, không có buổi bỏ phiếu hả? Mr. Carrot hồi nãy là có thông báo là sẽ làm buổi bỏ phiếu vào ngày có tiết thể dục cơ. Bây giờ mà bốn người cùng nhau đi tìm thì hơi bị lâu đấy. Hãy chia nhóm ra đi. Thôi được rồi, cậu muốn đi với ai nào? À, đương nhiên là... vậy là phòng này không có rồi. Còn cậu thì sao Yasu? Phòng kế bên cũng không có gì cả. Ôi trời, tưởng gì hai thằng gà có thế mà cũng không tìm được. Ngươi nói cái gì cơ? Ngươi có biết rằng là cái trường này rộng lắm không hả? Sao tìm hết được? Vì hai người gà thôi, chủ nhân của ta sẽ sớm tìm ra chiếc thuyền sớm thôi. Yaki, tại sao cậu lại cầm con búp bê này? Nó ồn ào quá đi mất. Tôi có muốn như vậy đâu. Hồi nãy là Violet có đưa cho tớ dùng để liên lạc với nhau khi mà tìm ra chiếc thuyền đó. Vậy là tầng này không có gì rồi. Yasu, lên lần 2 nào. Ok đi thôi.